Nay em cũng mang một chậu hoa hồng đến tặng anh. Và anh cũng xin hứa luôn, nhất định anh sẽ thương người đến sau một cách chân thành. Rồi, xin hết. Bây giờ chúng ta có thời gian trò chuyện với nhau đó. Anh nhường em nói trước. Theo như quan điểm của anh á, trong cuộc sống vợ chồng á, thì mình cần nhất là điều gì ạ? Sự chung thủy, sự chân thật. Nói chung là khổ thì sống theo khổ, mà sướng sống theo sướng. Mình không có gì cái lý do mà cực khổ mà mình nạnh hẹ với nhau hoặc là mình kiếm chuyện với nhau. Anh nhất định sẽ là điểm tựa để lo cho mẹ con em suốt cuộc đời. Em có nghe là hai bé thì Điện đang ở với mẹ. Anh có thường xuyên đến thăm các bé không? Có em. Dạ, tại vì em hỏi điều này là do hai bé nhà em thì không có được cái điều đó. Anh có trách nhiệm với lại con cái thì em thấy rất là quý điểm này ạ. Tại giờ anh đang ở đâu ạ? Anh hiện tại anh ở Cái Bè, Tiền Giang. À dạ. Anh nghĩ rằng hai bạn là con đò đi cũng đã hiểu rồi ha. Vấn đề quan trọng là nếu chúng ta đến được với nhau, chúng ta sẽ phát triển kinh tế thế nào, điều đó mới hết sức là quan trọng. Em thì từ nhỏ lớp thì em ở thành phố Hồ Chí Minh á. Nếu mà anh có thể sắp xếp mà lên thành phố Hồ Chí Minh được thì nó sẽ ổn định được mọi đường ạ. Sau này thì ví dụ em muốn về quê anh sống thì em về, em muốn anh quay lên anh sống với em thì cũng chấp nhận, do mình bàn bạc sao cho ổn thỏa thôi. Dạ. Nhưng mà nếu như lên Sài Gòn thì mình sẽ làm gì? Có thể mua bán hay có thể làm mở tiệm bạc, làm bạc làm gì đó được không? Em thì em nghĩ được, tại vì mình từ xưa mình dạy thợ. Ừ đó, quan trọng là đó thôi. Rồi, mà nhà trai ngồi. Em xin phép chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Chào em. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi, nhà gái. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay ạ. Chào anh trai bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Phương Nhung, năm nay em 41 tuổi ạ. Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, em là nhân viên kế toán ạ. Em xin chia sẻ là em hiện là mẹ đơn thân ạ. Con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em có hai bé, bé lớn được 11 tuổi, bé nhỏ được 8 tuổi ạ. Và nó sống với em hết? Hiện hai bé đang ở với mẹ ạ. Cái này là em nghề tay trái của em hả? Em có một cái đam mê là em rất thích trồng hoa hồng á anh. Tại vì em biết sao không? Đây là một cái đam mê của giống như vợ anh Quyền Linh vậy đó, cho nên là chị rất là ấn tượng luôn. Dạ, em rất là ngưỡng mộ chị vợ anh Quyền Linh. Vợ có anh một vườn hồng rất đẹp. Trồng hồng rất là đẹp luôn. Hồng là cũng nghệ thuật đó nha. Cả một cái câu lạc bộ trồng hồng ở trên mạng rất là nổi tiếng mà rất là đông người thích luôn. Trong đó có bà xã của mình ha. Xin mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin phép, em Phạm Thanh Tuấn, em quê ở Tiền Giang, năm nay em cũng 41 tuổi. 41 luôn? Dạ. Vậy là bằng tuổi. Dạ. Từng tình duyên thế nào? Em có hai mối tình, nhưng mà mối tình đầu tiên là tình cổ đội thôi. Rồi. Dạ, khi em sức ngủ về thì mối tình cuối cùng của em là 17 năm. Quen 17 năm? Dạ. Rồi có đến với nhau không? Em có hai đứa con, một đứa gái và một đứa con trai. À, tức là cũng có gia đình rồi. Dạ. Mà con gái trai lớn chưa? Con gái em nay 17 tuổi, con trai mới 8 tuổi. Mình chia tay lâu chưa? Em mới chia tay khoảng 1 năm mà. 1 năm rồi con giờ ở với ai? Con giờ sinh ở với mẹ hả? Lý do sao chia tay vậy em? Sống 17 năm là em rất yêu thương vợ em. Nhưng mà khi em phát hiện là vợ không có được chung thủy á, rồi bà xã muốn chia tay rồi em đồng ý. Bà xã muốn chia tay? Dạ. Thậm chí em muốn xin giữ hai đứa con, bà xã nói thôi để bà nuôi. Dù sao thì con ở với mẹ cũng tốt hơn ha. Phụ nữ thì họ chăm chút nhiều hơn. Thôi mình bỏ qua cái chuyện ở một chuyến đò đi. Đó là lịch sử của hai bạn rồi. Bây giờ bạn gái cho biết cái ưu điểm và khuyết điểm bên đó đi. Dạ, ưu điểm của em là em sống thiên về tình cảm. Tính em thì nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Khuyết điểm của em là em nói hơi nhiều. Nói nhiều mà nó có nói nhẹ nhàng không? Dạ, nói để trao đổi cả hai cùng hiểu chứ không có nói căng ạ. Không có căng thẳng. Dạ. Nhưng mà em với ông xã chia tay lâu chưa? Dạ, em ly hôn được 5 năm ạ. 5 năm rồi, từ đó là 5 năm là cũng có thêm một mối tình nào khác nữa. Dạ, em tập trung nuôi dạy con cái nên là em không có nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm. Rồi bên đàn trai, ưu điểm, khuyết điểm thế nào? Em xin phép nói điểm yếu của em trước đi. Yếu có nghĩa là em thấy trẻ con em thương, mà em thấy nó khóc là em cảm thấy em xúc động vậy thôi chứ không. Còn điểm mạnh của em thì đủ thứ hết, tại em là bộ đội mà, nên em vững vàng. Mình vẫn là dân buôn bán, vẫn là nghề thợ bạc, nhưng mà mình chuyện gia đình là mình có thể làm hết, đảm nhận hết. Thợ bạc á hả? Dạ.
Bây giờ em ở Tiền Giang ở huyện nào? Ở Cái Bè. Ở Cái Bè. Dạ. Bạn gái là ở đâu vậy? Dạ em đang ở quận Bình Tân á anh. Em nhà mới đó luôn hả? Dạ. Hiện nay em sống với ai? Em ba mẹ con em đang sống với nhau ạ. Nhà đó là nhà riêng của em hay là em thuê hay là dạ, nhà riêng ạ. Em ơi, em có ngại nuôi con của người khác không? Dạ không ạ. Em thương con nít mà đúng không em? Dạ. Em thích trai hay gái? Em thì dễ, trai gái gì miễn có hiếu là được hả? Bạn trai bạn muốn tìm mảnh ghép tiếp tục trên con đường đời của mình là như thế nào? Em chỉ mong người bạn gái biết yêu thương mình. Yêu rồi, thương. Dạ. Rồi cùng nhau, hai đứa cùng nhau vượt khó. Thật sự mà nói phụ nữ dạ, thì dạ, ai cũng có cái tình cảm, cũng yêu thương hết dạ. Giống như là cái tấm gương phản chiếu của mình vậy đó. Mình như thế nào thì người phụ nữ sẽ soi chiếu như vậy thôi. Em muốn cái một nửa của em như thế nào? À, em cũng mong muốn mình tìm được một người trung thực, yêu thương các con em. Vì hai bé thì là tất cả đối với em. À, chào em gái. Dạ, chào anh ạ. Ghét gì điều gì ở đàn ông? Ở đàn ông thì em không có thích cái tính mà chăn hoa anh. Chăn hoa? Có lẽ là do cái cuộc hôn nhân đổ vỡ trước của em. Không, anh nghĩ rằng anh bên đây cũng lỡ một chuyến đò rồi. Cũng 17 năm thì nếu mà chăn hoa thì không kéo dài 17 năm đâu. Bây giờ anh thấy đàn gái cũng được đó, một cô gái rất là xinh, dễ thương ha. Tôi hỏi xoay đáp xoay bên đàn trai. Dạ, em xin phép. Ừ, chào em. Theo cảm nhận của chị, đây là một người phụ nữ rất là yếu đuối, rất là thủy chung và rất là biết quán xuyến gia đình. Cho nên chị nghĩ rằng nếu như hai bạn mà bấm chuông để chọn nhau á, thì em cố gắng là mang lại cái hạnh phúc cho cô ấy. Dạ. Bây giờ hôm nay em đi với ai ạ? Dạ, em xin phép em đi với chị ruột, với hai ông anh và một đứa cháu. À, xin mời bên đàn trai. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, anh Nguyệt Linh và quý vị khán giả. Chào em gái. Chỉ có đôi lời nhận xét về em của chị. Tánh thì trung thực, nhưng có một cái quá thương, quá tin tưởng, cho nên nó mới xảy ra cái cuộc hôn nhân đổ vỡ. Còn em thì chị dễ thương, thì chị cũng hy vọng hai em tìm hiểu nếu được thì về sống chung nha, đó, về rồi bù đắp cho nhau. Xin rồi, cảm ơn chị. Còn em đi với ai? Em đi với hai người bạn thân, với lại vợ chồng em trai em ạ. Mời em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào khán giả trường quay. Em tên là Mộng Cầm, em là bạn của Nhung. Em với Nhung chơi với nhau cũng chắc là được là hơn 30 năm rồi. Bạn em tính tình rất là tâm lý, bạn rất là mạnh mẽ. Em thấy anh này rất là hiền. Thì hai người hãy cho nhau một cơ hội. À, em xin hết. Rồi, cảm ơn em. Em trai đâu? Em có yên tâm khi mà nếu như chị gái em bấm nút chọn anh không? Em có yên tâm không? Tâm. Thôi vậy là tốt quá rồi. Có lời chúc gì cho chị không? Chú chị bấm nút. Chú chị bấm nút. Em chúc chị bấm nút. Trời ơi đáng yêu quá. Thôi giờ mở rào ha Linh ha. Mở đi. Rồi, mở rào đi. Em chào anh ạ. Anh có món quà quê chính tay anh đương là 99 đó ha. Anh mong là tình cảm của hai đứa mình ít 19 năm. Trời ơi, dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi, đưa đây cầm giùm cho nè. Dạ, em cảm ơn ạ. Không, em thì rất là đam mê trồng hoa hồng. Hôm nay em cũng mang một chậu hoa hồng đến tặng anh. Dạ, anh cũng xin hứa luôn. Nhất định anh sẽ thương người đến sau một cách chân thành. Rồi, xin hết. Bây giờ chúng ta có thời gian trò chuyện với nhau đó. Anh nhường em nói trước. Theo như quan điểm của anh trong cuộc sống vợ chồng á, thì mình cần nhất là điều gì ạ? Sự chung thủy, sự chân thật. Nói chung là khổ thì sống theo khổ, mà sướng sống theo sướng. Mình không có gì cái lý do mà cực khổ mà mình nạnh hẹ với nhau hoặc là mình kiếm chuyện với nhau. Anh nhất định sẽ là điểm tựa để lo cho mẹ con em suốt cuộc đời. Em có nghe là hai bé thì điện đang ở với mẹ. Anh có thường xuyên đến thăm các bé không? Có em. Dạ, tại vì em hỏi điều này là do hai bé nhà em thì không có được cái điều đó. Anh có trách nhiệm với lại con cái thì em thấy rất là quý điểm này ạ. Tại giờ anh đang ở đâu ạ? Anh hiện tại anh ở Cái Bè, Tiền Giang. À, dạ. Anh nghĩ rằng hai bạn là con đò đi cũng đã hiểu rồi ha. Vấn đề quan trọng là nếu chúng ta đến được với nhau, chúng ta sẽ phát triển kinh tế thế nào, điều đó mới hết sức là quan trọng. Em thì từ nhỏ lớp thì em ở thành phố Hồ Chí Minh á,
Nếu mà anh có thể sắp xếp mà lên thành phố Hồ Chí Minh được thì nó sẽ ổn định được mọi đường ạ. Sau này thì ví dụ em muốn về quê anh sống thì em về, em muốn anh quay lên anh sống với em thì cũng chấp nhận, do mình bàn bạc sao cho ổn thỏa thôi. Dạ. Nhưng mà nếu như lên Sài Gòn thì mình sẽ làm gì? Có thể mua bán hay có thể làm mở tiệm bạc, làm bạc làm gì đó được không? Em thì em nghĩ được, tại vì mình từ xưa mình dạy thợ. Ừ đó, quan trọng là đó thôi. Chứ bây giờ anh suy nghĩ điều gì, em có mong muốn cái mối quan hệ này tốt đẹp hay không? Hãy nói cô gái biết đi em. Thì mong tìm được một người là biết yêu thương mình và cùng nhau cố gắng. Em xin phép hát chừng nửa bài thôi nha. Tại bài hát là Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh, ôi đẹp biết bao, biết mấy tự hào. Sài Gòn ơi cả nước vẫy chào, cờ sáo đang tung tăng bay cao cả nước rồi. Thôi em xin hát đi, tại cung quá. Ông hát, dạ, dạ. Ông được. Hát sao mà không dạ, ai vỗ tay theo được luôn. Dạ, dạ, dạ. Xin hát tặng anh một bài ạ. Vẫn biết yêu và mong chờ, vẫn biết yêu người xa vời. Muốn khúc ca còn êm ái, cùng giấc mơ nồng say. Người về đây với em, cùng tình yêu khát khao, hòa mình trong ánh nắng vút cao như đàn chim về. Nguyện cầu mong sẽ mãi xanh đôi anh và em, cùng giấc mơ tuyệt vời. À. Rồi, ngồi đây đi, ngồi trở lại đi. Được rồi đó. Dạ. Giờ là bấm nút nè. Chúng ta sẽ để tay vào nút bấm để quyết định. Giây phút này nó quan trọng lắm nha. Các bạn hãy kiểm tra con tim mình một lần nữa. Và khi chúng ta quyết định bấm nút, chúng ta phải thật sự có trách nhiệm với cái nút bấm đó. Không phải bấm để chơi vui, bấm là bấm từ trái tim của mình nha các bạn. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Được rồi đó. Cả mọi thứ nó đều xuất phát từ trái tim hết. Đúng rồi. Em cũng thấy là có chút rung động nhưng mà mình không biết nói sao nữa. Mùa xuân đã về chưa? Dạ về rồi. Bây giờ thì đã chủ động hôn luôn rồi đó ha. Các bạn đủ sức quyết định và chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Đúng rồi. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadairy. Vitadairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn 1 năm miễn phí cacao uống liền Vitadairy trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Hãy chăm sóc thật kỹ cái khóm hoa hồng này. Phải nói là ngày hôm nay Quỳnh Linh và Hồng Vân cũng rất là vui khi mà kết nối được hai cặp đôi. Nhưng mà theo Linh nha, Linh cảm giác các bạn này có đúng là một nửa của nhau không? Hai bạn đó. Đúng không? Bởi vì cảm xúc dân trào khi vừa mới ông làm giống như là hồi từ lâu đời rồi đấy, đó. Nó như là liền vậy đó. Nó tuôn trào đó ha. Giống như là tình yêu nó thăng hoa đó. Đúng rồi. Rồi, mong rằng tất cả quý vị hãy ủng hộ chúng tôi, ủng hộ những cặp đôi đã bấm nút để họ có thể tiến xa trên con đường hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.